Vòng chung kết Euro 2020 đã chứng kiến sự lên ngôi của đội tuyển Italia sau một cuộc hành trình đầy hiểm trở, nhưng đã được bù đắp bằng chức vô địch đầy thuyết phục. Thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini đã thể hiện được bản lĩnh của một lối chơi đầy khoa học để có thể chứng minh cho tất cả thấy rằng họ không cần một siêu sao trong đội hình để có thể thành công. Chức vô địch này sẽ không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với quá trình phục hưng đầy triển vọng của một nền bóng đá đã từng là một ông lớn hàng đầu của lục địa già, mà còn mang đến những nét tích cực cho giải vô địch quốc gia Ý Serie A, nơi đang ra sức tìm lại được vị thế của mình trong quá khứ. Những năm gần đây, dường như chỉ có Juventus là đội bóng có thể trở thành đối trọng với những đội bóng hàng đầu khác của châu Âu đến từ những nền bóng đá như Anh hay Tây Ban Nha. Trong khi đó, dù Atalanta gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi lối chơi tấn công phóng khoáng, thì vẫn chưa bao giờ được đánh giá ngang hàng với những ông lớn của châu lục. Vậy ở mùa giải năm nay, những ông lớn hàng đầu của Serie A đang có hoạt động gì trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này trong công cuộc khôi phục tầm ảnh hưởng của một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu? Đội bóng đầu tiên được nhắc đến cũng chính là gương mặt thành công bậc nhất của Serie A trong gần một thập kỷ vừa qua, đó chính là Juventus. Sự suy giảm về mặt thành tích đã buộc thượng tầng của đội bóng phải có những cải tổ, và sự thay đổi đáng chú ý đầu tiên của Juventus chính là ở vị trí giám đốc bóng đá của họ, khi mà ông Fabio Paratici, người đã có 11 năm gắn bó với đội chủ sân Allianz, đã chính thức rời nước Ý để tới với nước Anh gia nhập câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Sự thay đổi con người ở vị trí giám đốc bóng đá này được hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới cho Juventus. Nhưng người kế nhiệm của Paratici là ông Federico Cherubini lại tin rằng đội bóng hiện tại của nhà cựu vô địch Serie A đã đủ sức cạnh tranh và sẽ không cần có thêm quá nhiều hoạt động ở phiên chợ hè năm nay. Mặc dù vậy, ba đơm gia thành Turin chắc chắn sẽ vẫn phải có những mục tiêu chuyển nhượng cho riêng mình. Đầu tiên, nhiều khả năng đội bóng áo sọc sáng đen sẽ ưu tiên việc gia hạn với Cristiano Ronaldo trong bối cảnh hợp đồng của siêu sao người Bồ sẽ hết hạn vào năm sau. Trước sự quan tâm tới từ Paris Saint-Germain, Juventus sẽ cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tương lai của anh nếu không muốn mất CR7 vào tháng 6 năm 2022. Tiếp theo, đội chủ sân Allianz cũng sẽ cần ngồi vào bàn đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Alvaro Morata với một bản hợp đồng cho mượn thêm một năm. Mùa giải vừa qua, dù thành tích chung của tập thể Juventus là không tốt, nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của chân sút Tây Ban Nha ở đấu trường quốc nội với dấu giày trong 21 bàn thắng sau 32 trận đấu. Ngoài ra thì Juventus cũng đang gặp không ít những khó khăn về mặt tài chính để có thể nhanh chóng dứt điểm thương vụ mang tên Manuel Locatelli, người cũng đã có một màn trình diễn đầy hứa hẹn ở vòng chung kết Euro vừa qua. Tiền vệ của Sassuolo được cho là rất muốn gia nhập đội chủ sân Allianz, tuy nhiên Juventus lại đang gặp khó với mức phí 40 triệu bảng mà đội bóng chủ quản của Locatelli đưa ra. Ngoài ra, sự cạnh tranh gắt gao tới từ Arsenal cũng sẽ là yếu tố khiến cho Juventus phải lo lắng nếu như muốn nhanh chóng chốt hạ gương mặt đầy triển vọng này. Ngoài ra thì việc đưa tiền vệ Pjanic quay trở lại với nước Ý từ Barcelona cũng hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch của Marc Allegri. Juventus cũng cần phải tìm kiếm những phương án dự phòng cho bộ ba trung vệ Martinelli cùng hai lão tướng Chiellini và Bonucci, để rồi việc giữ chân được Paulo Dybala cũng sẽ nằm trong kế hoạch tái thiết của bà đâm gia thành Turin vào mùa hè này. Và rõ ràng sau những biến động ở mùa giải vừa qua, Juventus sẽ có không ít việc để làm, chứ không giống như những gì mà tân giám đốc bóng đá của câu lạc bộ đã phát biểu. Trong khi đó, tân vương của Serie A là câu lạc bộ Inter Milan lại cũng đã gặp phải những bất ổn ngay sau khi đăng quang ở sân chơi quốc nội. Những bất đồng ở thượng tầng câu lạc bộ về kế hoạch chuyển nhượng đã khiến cho mối tình giữa Antonio Conte và nửa xanh đen thành Milan kết thúc sớm hơn dự kiến. Thay vào đó thì Simone Inzaghi là cái tên được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Giuseppe Meazza. Và mặc dù điều kiện tài chính không cho phép nhà vô địch Serie A chi tiêu mạnh tay mùa hè này, thì họ vẫn kịp mang về một trụ cột của đại kình địch AC Milan, đó là tiền vệ Hakan Çalhanoğlu. Đây có thể xem là bản hợp đồng mang đến sự thay thế trực tiếp cho Christian Eriksen, người vẫn đang ở giai đoạn hồi phục sau chấn thương tại vòng chung kết Euro 2020 vừa qua. Nhưng với sự ra đi của một ngôi sao trong đội hình là Achraf Hakimi, thì Inter Milan sẽ cần tìm kiếm cho mình một hậu vệ phải chất lượng để khỏa lấp chỗ trống mà cựu cầu thủ Real Madrid để lại. Cái tên đang được Inter nhắm đến đó là hậu vệ Hector Bellerin của câu lạc bộ Arsenal với tình hình tài chính hiện tại. Nesazzurri đang hướng đến một bản hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt, thay vì chi tiền ngay lập tức để có thể đảm bảo tính khả thi cho những thương vụ khác. Ngoài ra, nhà vô địch nước Ý cũng đang hướng tới phương án mang tiền vệ Nahita Nandes từ câu lạc bộ Cagliari như là một phương án dự phòng chất lượng dành cho Nicolò Barella. Inter sẽ cần phải nhìn lại những bài học trong quá khứ khi ký hợp đồng dài hạn cùng mức lương ngất ngường với những cái tên không đem lại quá nhiều ảnh hưởng như Raja Nagolan, Matias Vecino hay là Dan Bird.
Việc chi tiền để mang về những gương mặt trẻ tiềm năng như Andrea Pinamonti hay Lucien Acume là hoàn toàn hợp lý để có thể giúp cho tập thể này giảm gánh nặng về mặt tài chính mà vẫn có thể hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Ở phía đối diện, đại kình địch của Inter là AC Milan đã chính thức có được tấm vé quay lại với sân chơi Champions League sau 7 năm chờ đợi, và thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli có lẽ sẽ muốn rằng ngày trở lại của họ sẽ phải thực sự ấn tượng. Là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất ở phiên chợ hè năm nay, AC Milan đã có cho mình 6 tân binh bao gồm thủ thành Mike Maignan, trung vệ Figaio Tomori, hậu vệ Balotelli, hai tiền vệ Sandro Tonali, Brahim Diaz và cuối cùng là tiền đạo Olivier Giroud. Tuy nhiên trong số này thì cũng có tới 3 gương mặt đã thi đấu ở San Siro mùa giải vừa qua dưới dạng cho mượn. Trong khi đó thì thủ thành Mike Maignan là gương mặt sẽ thay thế trực tiếp cho Gianluigi Donnarumma vừa chuyển tới Paris Saint-Germain, thì chắc chắn Olivier Giroud sẽ là cái tên bổ sung thêm kinh nghiệm chinh chiến cho đội bóng trẻ của Serie A mùa giải vừa qua, và cũng sẽ là người có thể san sẻ trách nhiệm ghi bàn với lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Để rồi bản hợp đồng chính thức mang tên Brahim Diaz từ Real Madrid được hứa hẹn sẽ là sự thay thế chất lượng cho Hakan Çalhanoğlu vừa chuyển tới Inter Milan. Việc gia hạn hợp đồng với ông chủ tuyến giữa Frank Kessié chắc chắn cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu với đội chủ sân San Siro mùa hè này. Nhưng thời điểm hiện tại, AC Milan vẫn muốn mang về cho mình những tân binh ở vị trí tiền đạo cắm, và sao trẻ Caio Jorge của Santos đang được nhắm đến như bản hợp đồng tiềm năng cho tương lai. Ở chiều ngược lại, sau khi Diego Lasan chính thức rời khỏi sân San Siro để chuyển tới Dinamo Moscow, thì những gương mặt còn lại như Andrea Conti hay Matian Candara nhiều khả năng cũng sẽ sớm phải định đoạt tương lai của mình. Napoli đã để vụt mất tấm vé tham dự đấu trường Champions League một cách đầy tiếc nuối, với chỉ một điểm kém hơn so với Juventus ở Serie A mùa giải vừa qua. Và với tân thuyền trưởng Luciano Spalletti, Napoli được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới này. Tuy nhiên, trước khi mang về những tân binh phục vụ cho những tham vọng mới, thì tương lai của hai trụ cột là Koulibaly cùng Fabian Ruiz đang được đặt một dấu hỏi lớn. Và nếu những lời đề nghị phù hợp được gửi tới đội chủ sân Maradona, viễn cảnh chia tay với hai công thần này là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau mùa hè mà Napoli gần như đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng khi mang về Irving Lozano và Victor Osimhen với tổng chi phí lên tới gần 100 triệu euro, họ hiểu rõ rằng mọi thứ sẽ cần thắt chặt lại ở mùa hè năm nay, nhất là trong bối cảnh đại dịch 19 vẫn đang hoành hành. Ở thời điểm hiện tại, Spalletti đang ưu tiên tìm kiếm một cái tên ở vị trí hậu vệ trái, và Emerson Palmieri, người từng được chỉ đạo bởi chính ông thầy người Ý trong màu áo Roma, hoàn toàn có thể là sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất đối với Napoli ở thời điểm hiện tại sẽ là tìm cách gia hạn với đội trưởng Lorenzo Insigne, người vừa đăng quang tại Euro cùng với Italia. Công thần của sân Diego Maradona đang có những xích mích với thượng tầng đội bóng, và việc chỉ còn một năm cuối hợp đồng sẽ là thử thách thực sự dành cho Napoli nếu như muốn giữ chân được người đội trưởng đã gắn bó với họ một thập kỷ qua. Đối với Lazio, sự có mặt của tân huấn luyện viên Maurizio Sarri sẽ thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc và chiến thuật của Lazio đã theo đuổi những năm gần đây. Họ sẽ trở về với sơ đồ 4 hậu vệ như những ngày mà Sarri suýt làm nên chuyện cùng Napoli. Hậu vệ phải Ace Hisai đã cập bến đội bóng như là một lời khẳng định cho điều này. Thế nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho khoảng thời gian sóng gió không cần thiết của đội bóng. Hisai hát Belasiao trong ngày ra mắt, và anh bị một nhóm cộng viên của Lazio cho rằng cầu thủ người Albany đi theo chủ nghĩa phát xít. Chính vì chủ tịch của đội bóng đã phải đứng ra đính chính và bảo vệ cầu thủ của mình. Trên sân tập, một cầu thủ khác cũng gặp phải những áp lực lớn tới từ các cổng viên là tiền đạo Muriqi, người đã không có được phong độ tốt từ khi tới Lazio. Đích thân Sarri phải ra đàm phán với người hâm mộ, nói rằng ông sẽ dừng buổi tập nếu như các cổng viên không ủng hộ cầu thủ của đội bóng. Một khởi đầu không xuôi, nhưng chỉ mong mùa giải tới sẽ chót lọt với Lazio trên con đường tìm lại tấm vé dự Champions League. Ngoài Hisai, họ cũng đã đón trở về Felipe Anderson sau 3 năm khoác áo West Ham. Cùng với đó là tiền vệ trẻ mới 16 tuổi Luca Romero tới từ Mallorca. Quá trình thay máu sẽ chỉ tiếp tục khi Lazio có thể bán đứt Joaquin Correa cho Paris Saint-Germain với một mức giá cao, và đó sẽ là tiền đề để Sarri có thể tiếp tục đi chợ và hướng đội bóng theo triết lý của ông cho mùa giải mới. Ký hợp đồng với Joan Musso, một trong những thủ môn hay nhất tại Serie A mùa giải năm ngoái với chỉ 20 triệu euro, Atalanta đang sẵn sàng để người gác đền Golini ra đi. Người đang nhận được sự quan tâm từ các ông lớn và hứa hẹn đem đến nguồn thu cho đội bóng. Đồng thời, đội bóng thành Bergamo đang cố gắng để đưa Sven Botman từ Lin về để thay thế cho Christian Romero, người cũng có khả năng cao cập bến một đội bóng lớn hơn sau màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải trước cũng như Copa America. Nếu việc chiêu mộ trung vệ vừa vô địch Ligue 1 thất bại, Tommy Yasu của Bologna sẽ là một phương án không tồi cho đoàn quân huấn luyện viên Gasperini ở mùa giải thứ 3 liên tiếp tham dự Champions League. Điều quan trọng là họ cần giữ chân những trụ cột đã từng chơi tốt ở kỳ Euro vừa rồi như Joachim Makélélé và Robin Gosens.
Mùa hè năm nay đối với các Romanista đã đến từ rất sớm khi họ công bố việc bổ nhiệm thành công Jose Mourinho vào chiếc ghế nóng tại sân Olimpico. Tuy đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng sự tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của chiến lược gia người Bồ chắc chắn sẽ giúp ích phần nào cho công cuộc tái thiết đội bóng áo bã trầu. Chắc hẳn Giallo Rossi và Mourinho đã lên kế hoạch rất chi tiết với quãng thời gian được bổ nhiệm chính thức bắt đầu từ khi mùa giải năm ngoái kết thúc. Có vẻ như người đặc biệt muốn gia tăng chất lượng đội hình bằng các bản hợp đồng có kinh nghiệm ở Premier League, như thủ hành đồng hương Rui Patricio từ Wolverhampton đã được thỏa thuận với Saka từ Arsenal và gia hạn hợp đồng với Mkhitaryan. Giám đốc Thiago Pinto cũng đang làm tốt vai trò của mình trên thị trường chuyển nhượng khi đã để những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Justin Kluivert cập bến Nice, cũng như cho Marseille mượn Paul Lopez và Sengic Under kèm điều khoản mua đất. Trong một mùa hè mà mọi đội bóng gặp khó khăn thì đây là một tín hiệu mừng giúp cho Roma thu về một khoản tiền cho ngân sách đội bóng. Việc Spinazzola bị đứt gân Asin tại Euro đã khiến Roma phải tìm giải pháp cho vị trí hậu vệ trái với Matias Vina của Palmeiras đã sắp gia nhập. Rất may Nicolò Zaniolo đã trở lại sau khi bị gãy cả hai đầu gối. Nhưng đối với tất cả những gì anh ấy đã trải qua, sự lo lắng xung quanh tài năng lớn nhất của Roma vẫn còn. Mỗi đội bóng đều đang có cho mình những chiến lược riêng, những mục tiêu riêng ở thời điểm hiện tại thì họ đang đi trên con đường khẳng định được tham vọng của mình. Sau chức vô địch Euro 2020 của Italia, nhiệm vụ của những câu lạc bộ tới từ Serie A sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều bởi vị thế của bóng đá Ý có quay trở lại được với vị thế vốn có hay không. Vận mệnh sẽ đều nằm trong tay 7 cái tên trên.